đi lang thang, em đi lần quần vừa đến ngã tư bỗng thấy anh. anh lao ngay ra rút chiếc xe lên phố, anh rút chìa khóa rút cho xin giấy tờ. Ơ chú em không á, cho xin giấy tờ rõ gì nữa thôi. Ấy chú em đó, em thưa anh, em đu giấy tờ thôi đi chú em. Làm gì có chuyện thêm ngay một tờ bôi me vào, anh sẽ cho chú mày đi thôi đó. Dứt xe lên phố cho xin giấy tờ. Ơi chú em, em thưa anh, em lưu giấy tờ thôi đi chú em. Làm gì có chuyện thêm ngay một tờ polymer vào, anh sẽ cho chú mày đi thôi. Đi mở đi, chỉ cần như thế không cần mất thì giờ. Em đã hiểu ý của anh, chỉ cần nhét thêm một tờ polymer trong đó khỏi cần mất thì giờ. Chỉ cần nhét thêm ít tiền trong đó không cần xét giấy tờ. Chú nhớ lần sau gặp anh là phải hiểu ý. Dạ vâng, phải có money để mà không cần mất thì giờ.